trong chị phấn khởi thế. Ôi nè, sao lại không phấn khởi? Chị nghe tin gì chưa? Chưa. Tin gì? Ghê vào rồi. Ờ hay. Cái chị này ghê vào á là chuyện bình thường. Ngày nào mà ghê chả vào. Tối đi sáng vào. Quên. Ghê về. Về chứ không phải vào. Về. Vào. Cái chị này, chị nói gì tôi chẳng hiểu gì cả. Nè, tôi vào bao chuyện với tình vui. Ghê ông bé hữu đang chạy sống. Tôi phấn khởi là tại vì mấy ổng á sắp về rồi trời à. Mấy ổng nào? Ờ hay, ổng nào nữa? Ông xã chị, ông xã tôi. Cái gì? Chị nói vậy tức là mấy ổng sắp về rồi hả? Mới vừa cặp bến xong. Nhưng mà sao chị biết? Ông xã chị điện về báo trước đấy hả? Điện đón gì đâu. Tôi nghe mấy người ở bên ghe ông Hữu nói. Vậy là về bất ngờ. Ừ. Không điện cũng không nhắn gì cả. Ủa? Sao chuyện này lạ vậy ta? Này chị Tần ơi, tôi lo có chuyện gì rủi ro bất trắc nên mấy ổng không muốn điện về báo trước chị à. Bất trắc cái gì? Cái bà này miệng mắm miệng muối, ăn nói lung tung. Lung tung cái gì? Thực tế đã xảy ra nhiều rồi đấy. Như cái ông Hiền ở xóm trên nói là vào trong Nam làm ăn, không ngờ vào trong đó có vợ bé luôn, bỏ cả quê hương, bỏ cả làng xóm đấy. Nhưng đó là với ai kia? Chứ còn tôi với chị à? Thách đấy. Tìm đâu ra gái 30 như tôi với chị đẹp người nết na. Mắng đời bánh bật nước cha bánh bật đất ai hoa hơn nào. Đất này về đẹp con sinh nào ai bỏ được gia đình. Đừng có mà lo xa. Nè, bây giờ á phải lo chuyện gần đã. Nào, cái chuyện gần là chuyện gì chị nói đi. Vô đây chúng nó. Sao? Ngồi xuống. Sao? Nè, cái thảo rượu mà ngâm cá ngừ hôm trước á, chị còn không? Còn. Ai uống đâu mà còn với hết. Nhưng sao? Chị rót cho tôi một xị. Ổng về uống giải mỏi mà. Cái gì? Giải mỏi á? Ừ. Cái bà này xung sức thật đấy. Mới xa đầu có 4 năm tháng cái máy, chưa chi mà đã. Cái chị này kìa, coi cái mặt nó đến đó, đã bừng lên rồi kìa. Chị này thiệt. Nè, đừng có xây bụng ta mà ra bụng người. À, mà có xung sức thì cũng có sao đâu. Chồng mình á, chứ ai đâu mà ngưỡng. Thôi được rồi, cứ để từ từ rồi tôi rót cho. Còn bây giờ tôi với chị ra bến đón mấy ông cái đã. Ra đó. Ơi. Về thì ra đó. Thế thì cũ lắm. Bây giờ tôi với chị á phải chọn cái cách đón nào bất ngờ hơn, mới hơn. Và phải đón sao đây chị? Nè, bây giờ tôi với chị ra chợ xem món gì ngon, làm ngay cái lâu đãi chồng con xa về. Được đấy. Năm tháng trời đánh đất xa bờ cho ta sống cả trăm bề khó khăn. Cá khô cá luộc canh năm ngoài lá chẳng có gì ăn. Vậy thì ta hãy nấu màu heo bò gà vịt trước mà sau cả đủ đầy ta cùng mở tiệc tới đây cùng vui cho bỏ những ngày đời trong rượu say ta cứ thỏa lòng đi tôi như thế được không chỉ trả lời được quá đi chứ. Nè, ta hợp tác xã cho vui vậy nhé. Nào.
Chuyến này á, mấy ông về, tôi cho mấy ông nhậu một trận xỉn luôn. Tôi sợ mấy ông đổ ở trong miền Nam rồi đấy chứ. Đổ về bồi dưỡng, bày lại đó ông đó mà. Hơi lượng vô họ ta kêu lên là hơi lượng. Mày hãy đi đi, về đi, hãy để mặt tao, hãy để mặt tao. Thiện, hãy bình tĩnh lại đi. Chị Táo ơi, chị Táo, đi đâu mà nhà cửa vắng teo như thế này? Đi hết càng tốt. Bây giờ tao chỉ muốn sống một mình, tao không cần ai quan tâm lo lắng giúp đỡ. Mà chắc là vợ con tao cũng biết hết rồi phải không nhân? Sao mà biết được, ai báo mà biết. Mấy lần trước mình có điện về, nhưng hôm nay không điện không báo thì làm sao mà biết được. Không báo tin à? Sao thế? Thì mày cũng biết rồi đó, Thiện này. Từ khi đó bệnh của mày, anh em lo lắng chung tay đỡ đần, động viên an ủi ân cần, mong mày vơi bớt nỗi buồn cô đơn. Rủi mây nào tính thiệt hơn, mọi người thống nhất không nên điện về. Cho nên chuyến về lần này, nào ai đâu biết đâu ngờ, mà đưa mà đón mà đợi chờ. Mày có cách nào giúp tao không nhân? Rồi đây, mọi người sẽ tránh xa tao, sẽ ruồng bỏ tao mất nhân ơi. Thiện à, việc trước mắt với mày là bây giờ phải nên cần bình tĩnh lại. Chuyện bệnh của mày hiện nay không có gì là lạ, nhưng đối với xã biển này, đây là trường hợp đầu tiên. Tao cũng chưa đoán được sự việc sẽ xảy ra như thế nào, nhưng tao tin mọi người rồi sẽ hiểu. Thiện à, mang căn bệnh này, không biết là vợ con của tao có dám để tao sống chung trong cái nhà này nữa không? Thiện ơi, mày đừng bi quan như thế. Mình là dân biển, trước giông tố bão bùng còn vượt qua được, huống chi là bệnh tật. Nhiều khi bệnh tật chưa làm được gì mình, nhưng cái tư tưởng bi quan chán nản nó sẽ hạ gục mình đấy. Thôi, mày im đi, đó chỉ là lời động viên thôi. Nếu như mang căn bệnh như tao thì mày sẽ hiểu. Tao không muốn sống một phút giây nào nữa cả. Tao muốn chết, tao muốn chết. Thiện, đồ hèn, bây giờ mày có chết đi cũng không rửa được những gì hôm nay. Cũng vì buông lã mê say, để rồi chúng lấy đắng cay. Đây cầm tan nát gia đình, cha con chồng vợ sự tình. Mày chết đi, mày chết đi. Nhân, tao đâu muốn bỏ gia đình, bỏ làng bỏ xóm để riêng mình thân. Biển khơi từng trải bước chân, giờ xa xa vắng tối tăm. Thế này tao muốn chết, tao không muốn sống thêm một phút nào nữa cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mày là người bạn tốt. Niềm tin sẽ giúp mày khỏe lại. Đến mùa đánh bắt sau, chúng mình lại ra khơi, lại trong đèn câu mực, rồi lo cho gia đình vợ con. Chết sao được đúng không? Đúng, chết làm sao được. Dù một phút trên đời cũng phải sống sao cho đáng sống chứ. Thôi, mày lại sốt rồi. Để tao đưa mày vào trong nghỉ. Tao về, chiều tao quay lại. Nhớ là giữ kín, không cho vợ con biết nghe chưa? Tao nhớ rồi. Trời ơi, đúng là thời bão giá có khác. Anh ấy cái con gà còi xương mà nó lấy tới 150 ngàn. Ức ghê, ức chừng. Xăng dầu tăng giá, tàu bè ít ra khơi, tôm cá khan hiếm, nên heo gà tha hồ lên giá chứ sao. Ờ, mà không biết chuyến này làm ăn lời lãi ra sao á chị. Nghe nói vụ này á, trúng lắm. Thế à? Ừ. Vậy thì tôi quyết định đổi cái tivi, chơi cái 21 inch màn hình siêu... Siêu phẳng đúng rồi. Về coi cho sướng con mắt chị à. Tôi cũng chơi luôn. Có màn hình phẳng cũng tivi nhà, rồi hoài mà màu nó có chịu lên đâu. Ủa? Không về nào. Người gì đâu mà cứ như tiệc thiên. Nè, ghê về rồi hả? Mới về. Mới về. Ừ. Chà, bất ngờ quá nhỉ. Xa nhau những 4 năm tháng rồi chắc có ít gì đâu á chị. Bất ngờ mới hấp dẫn. Đi lên tuy lâu nhưng không sao. Của để lâu ngày khui ra hóa mới. Ông này, ông này thiệt là. Nè, nói thì nói vậy, chứ chị em tôi hả, biết hết rồi đây. Ừ, biết hết rồi à. Nhưng mà các bà biết chuyện gì? Thì biết chuyện hôm nay ghê mình về. À, giỏi quá, các bà giỏi quá. Cô có giấu mà không sao giấu được. Ừ, giấu sao được mà giấu. Chị em tôi á, chuyện gì mà không biết được. Ờ, anh đây, thế còn anh thì nhà tôi đâu? Đi chuyến vài ngày, Thiện bị cảm sốt, đang nằm ở trong. Sốt mà? Ừ. Nè, không có sốt đâu. Này, để nói cho nghe. Anh chẳng sốt đâu, chị đừng mà lo lắng. Tranh thủ mỗi ngày là để đêm. Cái bà này bỏ công đợi gần nửa năm xa cách. Rồi tôi vô sau. Hả? Ừ. Nhanh đi. Vậy tôi vô trước nha chị. Nè, ông về nhà chưa? Chưa. Nhưng mà hai bà định làm gì đó? Liên hoan đón mấy ông về chứ làm gì? Tổ chức ở đây à? Ừ, hợp tác xã cho vui. Thôi đi bà, vui vẻ cái nỗi gì mà bày đặt liên hoan với nhậu nhẹt. Ờ hay. Sao thế? Lỗ tổn à? Sao nghe nói vụ này trúng lắm mà. Không phải là lỗ tổn, nhưng anh Thiện đang sốt, bà không thấy sao? Sốt? Ừ, sốt. Ủa, chứ làm sao mà bà nhìn tôi kỹ thế? À, hay là bà thấy tôi mập hay ốm nào? Không mập, cũng không ốm. Nè, nhưng sao nãy giờ tôi thấy ông sao sao ấy. Nè, ông có chuyện gì giấu tôi phải không? Bà thì cứ... Có chuyện gì, ông cứ nói toạc móng heo ra nghe. Làm điều khuất tất, mới ấp à ấp bóng thế. Khuất tất cái gì, bà thì cứ đa nghi như Tào Tháo ấy. Thì sao, nói nghe coi. Nhưng thôi, vợ chồng với nhau, tôi nói cho bà biết. Nhưng bà tuyệt đối giữ bí mật không cho ai biết, nhất là chị Tảo. Rõ nhưng chưa? Mà chuyện gì? Anh Thiện bị HIV. Trời ơi, mày nghe. Trời ơi, đã biểu là nói nhỏ mà sao la to thế. Bị nhiễm HIV. Ừ. Nghĩa là SIDA đó hả? Đúng rồi. Nhưng mà bị hồi nào? Làm sao ông biết? Ở trong đó Thiện sốt liên miên, tôi đưa đi bệnh viện khám, xét nghiệm, kết quả dương tính với virus HIV. Thôi chết rồi, chết cả làng rồi. Đâu bị nó nhỏ mà. Nhưng mà này ông, thế có chắc anh không? Có đảm bảo không? Hay là nhầm? Trời ơi, bị bệnh mà chắc ăn mới đảm bảo. Ở trong tôi đưa đi xét nghiệm hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, kết quả vẫn như thế. Nhưng mà nè, hỏi vì sao mà anh ấy lây nhiễm bị SIDA, ông nói tôi nghe. Phải chăng chơi bời hay chết xì ke? Bồi này đã bỏ bệnh này chẳng sai bởi lên đường. Hoàng xã hồ
Thiện nói, đã 5 năm nay vợ chồng anh chị thực hiện phương án kế hoạch hóa gia đình, cho nên chị Thảo chắc không sao đâu. Ừ, cũng may và mong là như vậy. Mà nè, còn ông, ông đã xét nghiệm chưa? Chứ tôi làm sao mà phải xét nghiệm? Tôi sống chung thủy một vợ một chồng, sợ cái chi? Bà cứ tin ở tôi. Tin nổi không? Ai á, chứ ông á là cứ thấy gái là như mèo thấy mỡ. Cái bà này nói hay. Người ta có câu rằng của lạ bằng tả đường phèn. Người đàn ông nào lại chẳng khoái của lạ. Nè, vậy thì tránh sao cho khỏi. Tôi đùa một tí cho vui thôi. Tôi chỉ biết cái của bà thôi. Thôi nha, bà ở lại, tôi đi lên xã có chút việc. Việc gì? Tôi phải lên gặp chú Nghĩa, chủ tịch mặt trận xã, để báo về bệnh tật của Thiện cho chú ấy biết, để chú ấy có cách giúp đỡ Thiện. Sau này bà con có phản ứng gì, chú ấy sẽ vận động thu xếp. Thôi, tôi đi nhé. Thôi, ông cứ đi đi. Thôi, tôi đi nhé. Bà giữ kín không cho chị Tảo biết, mọi việc cứ để cho chú Nghĩa lo. Tôi biết rồi, tôi ngu đâu mà. Được. Chị Tân. Chị Tân hả? Làm gì đứng ngẩn người ra thế? Xuống bếp phụ giúp tôi một tay đi nào. Ủa, chị đây. Thế còn anh Nhân đâu? Đi lên xã. Mới về. Lên xã làm gì? Ổng lên xã báo với chú Nghĩa. Thôi chết, mày quên dặn rồi. Ổng đi về nhà tắm chứ không phải lên xã. Lên xã ăn chi? Thôi, tôi cũng về đây. Kìa, sao lại về? Này, đừng có giỡn à nghe. Bộ định để một mình tôi nấu đấy hả? Giỡn cái gì mà giỡn. Một mình nấu thì một mình ăn, chứ ai đâu mà ăn cho nổi. Kìa, nếu không ăn thì chia đôi. Rượu cá ngựa rớt về bên ấy, vợ chồng ông bà làm gì thì làm. Tôi không có ăn uống gì nữa cả. Giờ này mà chị còn đùa cợt nữa là sao? Kìa. Này, bộ hai vợ chồng ông bà cãi nhau đấy à? Không phải là chuyện nhà tôi, mà là chuyện của nhà chị đấy. Cái gì? Chuyện nhà tôi á? Chị nói gì? Tôi không hiểu gì cả. Làm sao mà chị hiểu được? Cái điều bất trắc mà chị đang lo lắng ấy, bây giờ nó đã trở thành sự thật rồi. Ôi trời ơi. Điều bất trắc? Điều bất trắc gì thế? Chị nói tôi nghe đi chị Tần. Không, kìa tôi chị. Không có nói được đâu. Ông Nhân ông đã dặn rồi là đừng có nói cho chị Tảo biết anh Thiện bị nhiễm HIV. Cho nên tôi không có tiết lộ được. Mà chị cũng đừng có hỏi tôi chứ. Chị nói sao? Hả? Anh Thiện bị nhiễm HIV à? Ủa? Sao chị biết? Ai nói với chị rồi hả? Thì chị vừa mới nói đây mà. Tôi nói. Thôi chết. Mình nói hôm nào ta? Vậy là chồng tôi bị nhiễm HIV. Chồng tôi bị nhiễm HIV. Không. Chị Tần ơi, sự thật sao chị hãy nói tôi nghe đi chị. Thì thôi, đằng nào chị cũng biết rồi. Giờ chị biết để phòng ngừa cho mình tốt hơn. Nghe anh Nhân nói, những ngày đánh bắt xa nhà, anh Thiện á hay qua lại với gái bán dâm mỗi khi tàu vào bờ. Vừa rồi anh bị sốt, mọi người đưa anh đến bệnh viện. Khi khám, xét nghiệm máu á, kết quả ảnh bị HIV. HIV. Chồng tôi bị nhiễm HIV. Chị không. Không. Bình tĩnh chị. Ngày đoạn tụ đầy với nỗi lòng. Tưởng rằng còn ước vẹn mong, đâu ngờ sự thật quay quắm cánh đời. Tâm can quốc nghẹn rã rời, si đa bệnh dữ đã đến rồi nơi đây. Hoa kia.
Phải bình tĩnh lại, phải bình tĩnh lại đi Thảo à. Bình tĩnh lại nghe tao. Mình anh Thiện, tôi về đây. Tao à, chuyện đâu còn có đó. Rồi vợ chồng nói chuyện với nhau phải bình tĩnh nghe tao, bình tĩnh nghe. Tôi về đây, tôi về anh Thiện. Mình ơi, tôi có lỗi với mình, có lỗi với các con. Anh hãy đi đi, đi ra khỏi cái ngôi nhà này. Anh đem nỗi nhục nhã về đây làm gì? Anh đã giết vợ con anh rồi, anh có biết không? Mình ơi, tôi về đây vì cái làng biển này là quê hương, có vợ con bè bạn. Nhưng quê hương, quê hương có tha thứ cho anh không? Bè bạn có chấp nhận anh không đã chứ? Anh Thiện, anh chết đi, anh chết đi, anh chết đi. Trời ơi, nỗi đau thương muốn nghẹn dâng trào, nỗi đau thương muốn nghẹn dâng trào, đắng cay cay đắng. Cả tôi.
Không, mình ơi, mình sẽ không sao. Tôi biết, mình không thể giống như tôi được mà. Nếu như tôi bị nhiễm HIV thì tôi sẽ chết ngay. Tôi không còn đủ can đảm để sống thêm một giây phút nào nữa cả. Mình đi đi, anh hãy đi đi, vĩnh viễn quên cái làng biển thân yêu này khi chưa mấy ai biết được sự thật. Em sẽ bảo với mọi người rằng anh đã có vợ bé trong Nam, anh đã vĩnh viễn ruồng bỏ quê hương, ruồng bỏ gia đình. Vậy thì nghe lời mình, tôi đi. Tôi đi nghe mình. Nhưng mình ơi, tôi ra đi mà không thấy được con, làm sao, làm sao cho tôi gặp mặt chúng nó đi mình. Phải rồi, anh vẫn chưa gặp mặt con. Để em đến trường xin phép cô giáo cho cha con gặp mặt. Nhưng không được, mọi người sẽ biết mất. Vả lại con về sẽ quay với mọi người rằng bà nó vừa đi biển mới về. Không được, không được đâu, anh hãy đi đi, đi đi. Bà con xã biển này cũng đã biết hết rồi Thiện à. Biết hết rồi sao? Đây, anh thấy chưa? Vậy thì anh về đây làm gì? Về đây làm gì kia chứ? Trời ơi, vậy là trước khi tôi rời khỏi cái làng biển yêu thương này, tôi không sao giữ sạch cho mình, cho gia đình, cho quê hương, cho vợ, cho con. Ai xua đuổi mày mà mày đòi bỏ đi hả Thiện? Ai xua đuổi ông thì chính quyền, quê hương, là vợ là con chứ còn ai nữa. Cháu nhầm rồi, cháu nhầm rồi. Cháu đại diện chính quyền và bà con đến đây không phải là để xua đuổi cháu. Sao? Chú nói sao? Chú đến đây không phải để xua đuổi cháu à? Đúng, Thiện này, tử sinh đã định kiếp người, buồn vui tan hợp đất trời chuyển xoay. Căn bệnh của cháu hôm nay là do hậu quả từ tay cháu làm, cũng vì giây phút lỡ lòng để bây giờ gánh chịu âm thầm xót xa. Nhưng cháu đừng có bi quan, cháu còn có quê hương, có bạn bè, có gia đình. Còn đây tình nghĩa thiết tha, tình công hoạn nạn càng mặn mà hơn xưa. Dẫu đời sóng nắng chiều mưa, tình công hoạn nạn càng sớm mưa trưa đỡ đầm. Vượt lên số phận Thiện ơi, tình đoàn đang
dấu thiệu. Tôi nhân mình phút giây còn lại đâu thừa, cuộc đời vẫn đẹp.